kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Rồi rồi, mày xong rồi. Nhục, quá nhục. Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Gặp trường cao tốc làm lòn. Ôi giời ơi, tôi nhắc là để đưa cút thì hàng khổ chết. Thank you.
May mà không đấu đầu ấy nhỉ. Đâu có tránh rồi đấy, không phải thẳng diện luôn. May mà không đấu đầu ấy. Em không nói được. Em hiểu nói câu anh gọi không ai thoải mái. Thế mà em chỉ xin lỗi này. Em màu vui. Màu đấy. Đẹp chứ, tôi màu gì đấy? Màu vàng. Màu vàng à, mẹ thấy màu xanh mà. Màu vàng. Ồ, màu vàng à. Mẹ thấy màu xanh mà. Tôi đèn đỏ. Mẹ thấy màu vàng. Còn trước này. Đuôi. Hết rồi, ôi. Không nhìn à? Nhìn à? Mình biết ngay là mình chồng đoán. Ngay chồng tránh xa. Đoán như thần. Lùi không nhìn gì luôn, sợ thật. Xe máy của ai? Xe máy của bác.